Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật tin tức từ các huyện thành phố trong tỉnh. Mới đây tại thị trấn Yên Bình, Huyện ủy Quang Bình tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy. Theo đó, đồng chí Hoàng Việt Trông thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Bình, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn, nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Việt Trông, Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện mong muốn đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tích cực tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy trong lĩnh vực được phân công phụ trách, cùng với tập thể lãnh đạo, chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2024-2029 đã đề ra. Đối với các đồng chí được giao phụ trách Đảng ủy, Hội đồng nhân dân thị trấn tiếp tục cùng với tập thể đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2024 của thị trấn Yên Bình. Mới đây, chi bộ trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Trung học phổ thông huyện Bắc Mê tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng là học sinh lớp 12 vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Học sinh được kết nạp đảng là em Lã Thị Hải Yến, sinh năm 2006, có phẩm chất đạo đức tốt, học sinh giỏi, đoàn viên thanh niên ưu tú, hạt nhân tiêu biểu, học sinh tích cực, có đóng góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Qua đó góp phần nâng cao tổng số đảng viên trong chi bộ nhà trường lên thành 33 đảng viên. Điều đặc biệt trong lễ kết nạp lần này, đối tượng vào đảng là học sinh lớp 12. Đây cũng là em học sinh đầu tiên của nhà trường được đứng trong hàng ngũ của đảng. Qua đó là động lực để các em học sinh khác tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong học tập cũng như trong cuộc sống để có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Vừa qua, tổ biên tập giúp việc tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ 19, nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp thông qua dự thảo bố cục báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ 19. Dự thảo kế hoạch xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu, dự thảo kế hoạch tham mưu xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ 19. Theo đó, tổ biên tập tiến hành thực hiện biên tập qua 6 lần theo từng mốc thời gian cụ thể. Dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 10 tháng 7 năm 2025 để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 19, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc xây dựng văn kiện cần tiến hành nghiêm túc, bài bản, đúng lộ trình đáp ứng yêu cầu về tiến độ, đảm bảo về chất lượng. Kết cấu khung của báo cáo chính trị phải phản ánh được 4 vấn đề quan trọng là xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, phát triển văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh. Vừa qua, Hội Luật gia huyện Bắc Mê tổ chức Đại hội khóa 1 nhiệm kỳ 2024-2029. Thời gian qua, Hội Luật gia huyện luôn chủ động phối hợp với các cơ quan tổ chức bảo vệ pháp luật, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, phối hợp phổ biến giáo dục vận động nhân dân sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật, góp phần đấu tranh chống những hành vi tiêu cực trong xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân. Đến nay, Hội Luật gia huyện Bắc Mê có 24 thành viên, đều là các đảng viên, các hội viên, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội, Hội Luật gia huyện Bắc Mê đã bầu Ban chấp hành khóa 1 nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 9 đồng chí, bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội Luật gia tỉnh Hà Giang khóa 5 nhiệm kỳ 2024-2029. Ý thức rõ trách nhiệm của mình và chủ động tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tuổi trẻ huyện Bắc Quang đã và đang xung kích, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Hiện nay, toàn huyện Bắc Quang có 36 tổ chức đoàn với gần 7.000 đoàn viên. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Thường vụ Huyện đoàn Bắc Quang đã đẩy mạnh giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức đoàn cũng đã chỉ đạo đối với các cơ sở đoàn là 100% các cơ sở đoàn đội thành lập những cái địa chỉ fanpage, các cái địa chỉ Facebook của tổ chức đoàn. Để thông qua đó thì chúng tôi kịp thời chia sẻ, đăng tải những cái thông tin chính thống, những cái quan điểm, đường lối chủ trương chính sách của Đảng và những cái bài viết đấu tranh chống lại những cái luận điệu sai trái của các cái thế lực thù địch. Hiện nay, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện có 36 trang Facebook fanpage khối đoàn và 47 trang khối liên đội hoạt động thường xuyên hiệu quả.
huyện đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến đoàn viên thanh niên, tổ chức sinh hoạt chủ điểm theo hướng dẫn của Ban Thường vụ tỉnh đoàn. Đoàn xã Hồng Tiến cũng đã xây dựng và đặc biệt quán triệt là trước khi chúng ta bình luận một vấn đề nào đó trên mạng xã hội thì cần phải xem xét thật kỹ là nó, cái bình luận của mình có gây ảnh hưởng gì đến xã hội hay không, có đến bản thân và gia đình hay không. Với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, nêu gương người tốt, việc tốt, lan tỏa rộng rãi các tấm gương sáng, tuổi trẻ huyện Bắc Quang đã và đang động viên thanh niên dám nghĩ, dám làm, dám lên tiếng tố cáo và đấu tranh mạnh mẽ với những quan điểm thù địch, những thông tin xấu độc, những hành vi sai trái chống phá sự nghiệp cách mạng của Việt Nam, hướng tới xây dựng huyện nhà, tỉnh nhà và xây dựng đất nước Việt Nam đoàn kết, văn minh và giàu đẹp. Huyện Quản Bạ vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Nửa đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể huyện đã vận động được 70 trên 72 người dân tộc Mông chết thực hiện đưa vào áo quan, nhân rộng được 39 trên 65 mô hình chi hội phụ nữ thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, 6 mô hình dân vận khéo trong việc cưới, việc tang và trong đời sống sinh hoạt, vận động hoãn hôn 22 cặp, tổ chức được 55 buổi ra quân hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện, thu hút trên 1.000 đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện sớm hoàn thiện quy chế làm việc, cụ thể hóa các chương trình hành động chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 đã đề ra, quan tâm đến công tác giám sát phản biện xã hội. Các tổ chức hội đoàn thể làm tốt các nhiệm vụ được giao với nhiều cách làm linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Dịp này, Huyện ủy Hoàng Su Phì cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp trên 950 bao xi măng, trên 2.800 ngày công thực hiện nâng cấp gần 4.700 mét đường, đổ bê tông trên 2.600 mét đường nhóm hộ xây dựng nông thôn mới, vận động 95 hộ dân thực hiện mô hình vườn ươm nuôi cá chép ruộng. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tổ chức 406 hội nghị tiếp xúc cử tri cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trước và sau các kỳ họp. Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội của huyện và các địa phương, nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy vai trò Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê đã tổ chức hội nghị sơ kết các ban chỉ đạo khối văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Nửa đầu năm, các ban chỉ đạo khối văn hóa xã hội đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Các đơn vị trong khối đã làm tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị công tác giáo dục cần làm tốt công tác xã hội hóa, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học đối với các trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong năm học 2024-2025 và những năm tiếp theo. Quan tâm chú trọng thực hiện kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh công tác tư vấn giới thiệu việc làm, chú trọng công tác đào tạo nghề, cần ra soát nhu cầu học nghề để tổ chức các lớp phù hợp, thực hiện tốt công tác ra soát hộ nghèo. Thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của các cấp các ngành, huyện Yên Minh đã tuyên truyền vận động được 146 hộ với 870 khẩu đi theo tà đạo, san sư, khải tọ, quay lại phong tục tập quán truyền thống.
Gia đình tôi đi theo tà đạo, san sư khẻ đọ từ năm 2016 đến nay. Nhưng qua quá trình theo tôi nhận thức được, theo cái tà đạo này cũng không có giá trị gì đối với bản thân và hàng xóm. Sau một thời gian tôi được cấp ủy, chính quyền xã và lực lượng công an tuyên truyền, thì tôi đã nhận thức được là theo cái tà đạo này là không tốt, lại mất đoàn kết anh em trong hàng xóm láng giềng. Ban thường vụ đảng ủy xã đã thành lập ban chỉ đạo để vận động, tuyên truyền vận động các cái hộ theo tà đạo ở trên địa bàn quay về làm phong tục tập quán. Trong quá trình thực hiện để trên địa bàn là có 33 hộ. Đến thời điểm hiện tại là cơ bản là đã quay về lập lại bàn thờ và làm lại phong tục tập quán. Hiện nay 100% số hộ theo tà đạo san sư khẻ tọ của huyện Yên Minh đã dỡ bỏ biểu tượng chữ thập, cam kết quay lại phong tục địa phương. Đó là kết quả của việc tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm từ huyện đến cơ sở. Các tổ công tác đã thực hiện tốt việc đánh giá tình hình, phối hợp với các xã nắm bắt tư tưởng tuyên truyền, vận động số hộ, số khẩu từ bỏ tà đạo san sư khẻ tọ, đồng thời tổ chức động viên thăm hỏi tặng quà các hộ quay lại phong tục tập quán truyền thống. Xã cũng đã thành lập các tổ đến tuyên truyền vận động. Thì qua thời gian vận động thì bà con cũng đã quay về, gọi là dỡ chữ thập, quay về làm cái phong tục tập quán của địa phương. Qua một thời gian theo dõi nắm tình hình thì đến giờ phút này thì trên địa bàn xã đối với các hộ theo thì cũng đã thực hiện theo đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thời gian tới, chính quyền địa phương và ngành chức năng tiếp tục vận động hỗ trợ các hộ theo tà đạo san sư khẻ tọ quay lại phong tục tập quán truyền thống, thực hiện tốt các chủ trương chính sách về an sinh xã hội cho người dân, chủ động nắm dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch tội phạm, làm tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn. Vừa qua, Quỹ Từ thiện Nextry vì Tương lai đã có buổi làm việc với huyện Vị Xuyên nhằm tư vấn hỗ trợ về công tác y tế giáo dục trên địa bàn huyện. Quỹ Từ thiện Nextry vì Tương lai là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào tháng 10 năm 2020 với sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển của xã hội, cuộc sống cộng đồng, đặc biệt là các mục tiêu về giáo dục, y tế, nhân đạo. Tại huyện Vị Xuyên, quỹ đã hỗ trợ các cây cầu tại các xã như Thượng Sơn, Cao Bồ, Minh Tân và hiện đang khởi công xây dựng một cây cầu ở Thuận Hòa và một điểm trường ở Lao Chải. Hiện quỹ đang có nguyện vọng phối hợp hỗ trợ huyện Vị Xuyên trong nâng cao chất lượng giáo dục qua phối hợp với Liên minh STEAM Việt Nam về hoạt động đào tạo STEAM và xây dựng phòng lab robot, chia sẻ giáo dục mầm non STEAM, tham gia cùng Học viện Khan Academy về giáo dục số và đổi mới trong phương pháp học qua nền tảng, tư vấn thiết kế đầu tư trang thiết bị xét nghiệm để có được một phòng xét nghiệm đảm bảo an toàn sinh học tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện mong muốn thời gian tới quỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ huyện trong công tác nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục y tế, cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Dịp này, Đảng ủy xã Bà Vi, huyện Mèo Vạc cũng kết nối với đoàn thiện nguyện ở thành phố Hồ Chí Minh đến tặng quà cho các cháu học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở thôn Mã Pì Lèng. Thôn Mã Pì Lèng hiện có 170 học sinh đang nghỉ hè, hoàn cảnh gia đình các cháu rất khó khăn, thiếu thốn. Để góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho các cháu trong thời gian ở nhà, lãnh đạo Đảng ủy xã đã kết nối đoàn từ thiện đến trao 170 suất quà cho toàn thể các em học sinh trong thôn, mỗi suất quà trị giá trên 100.000 đồng. Cùng với đó, đoàn xã cũng tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu học sinh qua những làn điệu dân ca, nhảy khen mông để các cháu thêm hiểu biết về bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Qua đó, các cháu có ý thức giữ gìn, bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Những món quà thiết thực của đoàn thiện nguyện cũng như việc tổ chức sinh hoạt hè thường xuyên cho các cháu học sinh nơi đây sẽ giúp các em có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh và bổ ích. Huyện Mèo Vạc hiện có 17 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số có 92.810 người, chiếm 97,64% dân số. Những năm qua, Mèo Vạc đã có nhiều nỗ lực trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường đoàn kết và đồng thuận giữa các dân tộc. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp công lập huyện là 1.940 người. Trong đó chiếm tỷ lệ trên 72,27% là người dân tộc thiểu số, nhất là dân tộc Mông, Tày, Nùng, Dao, Giấy. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã đào tạo bồi dưỡng trong nước về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước được trên 1.200 lượt người. Thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện các chính sách về công tác đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch sử dụng cán bộ, phát triển cán bộ trẻ, thu hút nhân tài,
coi trọng xây dựng kế hoạch chi tiết đào tạo bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số theo lộ trình nhiệm kỳ, đảm bảo tính liên tục kế thừa các thế hệ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp, đồng thời tăng cường quy hoạch cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.